Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Gata Nomad AZ của mình. Bữa nay là thứ bảy cuối tuần, mình sẽ làm một cái clip về Ritter tặng cho các bạn. Đây là Ritter, là tướng mới, đúng không? Các bạn cứ nhìn vô thằng tướng nè, chứ mình đừng có nhìn vô cái hành động của nó. Nó đang làm cái gì không? Thằng Ritter này nhìn mặt là thấy biến thái rồi. Đó, đây mình có mod hai cái kiếm của tụi nó luôn. Đó, cái hôm qua mình bận quá, hôm qua bận lu bu công việc quá, thành ra không có livestream đánh với anh em được. Mà tối nay sẽ đánh bù ha, tối nay tối chủ nhật là đánh luôn. Tuy bình thường chủ nhật là nghỉ nhưng mà bây giờ chủ nhật là mình đánh luôn. Ok các bạn, trước khi xem video các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Clip này làm Ritter đi, cái clip 7 giờ tối nay á là mình sẽ làm về tướng Queenland, tướng mới Queenland á. Đó, ok. Tướng này giống như đang nó chịch chứ không? Không, chịch liên quân mà. Rồi ok. Bây giờ tướng này thì nó chưa ra, cho nên là cái skin của nó thì mình không có biết tên, chỉ biết là nó tên tướng tên là Ritter thôi. Rồi. Ok, bây giờ mình thích cái skin thôi hai cha chịch hoài không nói. Skin này thấy màu mè quá ha. Thấy nó màu mè quá, lá hẻ quá, đủ màu chứ. Còn skin này thì ok, skin này tạm được, skin này nhìn quý tộc nè, nhìn thấy đẹp trai nè, đúng không? Đây, rất là mặt mày là sáng chói luôn, sáng sủa đó, đúng không? Đó, có gâu gâu quay nón rồi nè, tóc chảy đồ xước xước lên ha. Thằng này tóc tai nó bù xù giống như mọi gỡ mẹ. Đó, rồi bây giờ mình lấy thằng này là thằng chính đi, đúng không? Bây giờ bây giờ thử cho hai thằng quýnh lộn trước cái đi, coi thằng nào thắng ha. Ok, đó bây giờ mình sẽ đấu với hai thằng quýnh lộn thử coi thằng nào thắng. Dạ chơi không gì, chạy đâu vậy, chạy đâu vậy, chạy đâu mày, chạy đâu mày, chạy đâu, đứng lên con, đứng lên đánh với anh nè. Kéo hai thằng luôn. Được. Ngon. Ngon. Mày hả? Mày hả? Mày. Mày hả? Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Này mới có mấy cái nằm rồi. Kìa, tỉnh dậy kìa. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Đứng lên. Come here. Come on, come on. Lại đây. Lại đây con. Chạy kìa, chạy. Mày chạy hả? Mày chạy hả? Ok anh em, thì sau khi giao đấu xong thì mình sẽ kéo mấy anh em của mình chơi súng nhắm luôn. Nó lấy súng thằng Ansu, thằng đúng rồi, Ansu nè. Lấy súng của Ansu kìa. Bắn như đúng rồi á. Khoan để chỉnh cho nó có bất tử chưa? Chỉnh bất tử đi chứ. Mình cũng lấy súng Ansu mình bắn đi chứ. Súng cá mập. Đó, bắn cái là có cá mập lên liền. Không biết bắn máy bay có cá mập bay lên máy bay không ta. Rồi, quất cái nằm luôn. UBD gì trời. Đó, hai ba con cá mập luôn. Quá dữ. Nó bắn cái máy này rồi, cá mập có lên không? Rồi lên luôn. Rồi nó kéo bộ tôi xuống luôn rồi trời. Này bắn bắn vô này nữa rồi. Cá mập lên ăn, ăn luôn. Đó. Rồi nó dứt bộ tôi luôn rồi. Rồi mất hết thằng.
cho mấy này đi luôn, cho này đi luôn, rồi xong thôi, kêu mấy khác ra lại đi. Rồi đi nè, à, bắn kiểu này ai bắn lại trời. Go 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 go, khoan để kiếm chiếc xe của nó leo lên mới được. Lên đây đi, lên đây kiếm chiếc xe của nó. Thôi để mình gọi xe ra đi, kiếm để nó ấy xe lâu lắm. Đây rồi, lên đây anh em. Come here, come here, lên 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 lên, khẩn trương rồi đi. Một thằng lên trên bắn. Ừ, thằng lên trên bắn đi, đúng rồi đó. Rồi khẩn trương, xe này 7 chỗ mà, xe này 8 chỗ luôn, 7 chỗ gì. Rồi ok, bắn này nè, bắn này nè, đó bắn này nè, đúng rồi đó. Lên đường, lên đường, lên đường, lên đường. Sao mày không bắn tụi nó? Ừ, bắn nó đi. Rồi mấy thằng ngồi sau này súng ống tụi bay đâu? Phải không bộ? Ê, chơi với anh hả? Cho mày đi luôn, cho mày đi luôn. Gitter không còn chơi liên quân nữa mà bây giờ Gitter là đi solo, không phải solo đó mà 7 thằng solo, mẹ gì 8 thằng nữa. Ừ, kia đu bên hồng ghê ha, quá dữ, nhìn quá ngầu luôn. Chơi hả, chơi hả, đụng với anh là ve ra hết. Kìa, nó chặn đường rồi, nó chặn đường kìa. Bà nó chặn đường kìa. Ồ, xe anh biết bay nha. Mày hả? Mày hả? Bây giờ tàu anh qua núi luôn nè. Bây giờ xe anh nó lội qua núi luôn nè. Rồi xong, gớt hai thằng. Lên, lên lại, lên lại, lên lại. Gớt ba thằng rồi, gớt ba thằng. À, có con kia nằm luôn rồi. Tỉnh dậy bố ơi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Sao nằm đây luôn rồi? Này bị gì vậy? Này cháu bò lắm mà. Thôi nằm thôi, cho kệ mẹ cho nằm nó luôn đi. À, bị đê vãi. Ừ, bắn nó. Xúc vô cái đầu nó. Bắn thằng ở dưới nè, bắn mấy thằng ở dưới nè. Ừ. Lên, chạy lên núi luôn đi. Chạy lên núi biết tụi nó có gượt theo được không ta. Lên nè. Lên không nổi, tụi nó lên không nổi. Ồ, nó lủi lên luôn kìa. Đóng xe luôn, 2, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc. 10 chiếc, 10 chiếc. Chạy lên núi luôn. Rồi. Bạn cái chúng bụi cây còn làm chút đá vậy. Ý, tụt, 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 tụt dốc. Chạy lên lại, tụt dốc, bị tụt dốc. Nửa mod mấy thằng A thơ cho nó làm công an chơi ha. Nhìn mấy công an này chán quá. Tụt dốc. Đó. Ừ, nhìn giống như phim hành động như trời. Ê bậy bậy rồi. Gớt xuống luôn. Lên lại bồ.
Nó lại, nó lại. Rồi lên. Khẩn trương. Thằng kia nằm dưới cho kệ mẹ nó đi. Ồ, công an, xe công an gì đâu, không chạy đến đây luôn, nó buồn mẹ luôn. Ê, tuột dốc. Quẹo đây nè. Tụi nó đang kiếm đường, tụi nó lên á. Kìa, kìa, thấy không. Xe này leo dốc được chứ, xuống dốc như hạch vậy. Mày hả con? Gớt thằng rồi kìa, gớt hai thằng. Hai thằng đó ngồi bằng sau vậy gớt, còn hai thằng kia ngồi ở trong. Mày không có gớt. Rồi đi, thủ rồi. Mày hả? Dám chặn đường anh hả? Chặn đường hả? Rồi, xong. Xong tôi ơi. Lên lại vô. Lên rồi làm xe bay luôn nè. Đó. Đó, thấy không? Rồi xuống đây chơi tụi mày nè, xuống đây solo với tụi mày nè. Nó kêu gọi đàn em có mập qua lại. Chờ. Rồi bắn đứt cái làm hai luôn. Ủa mấy cái này mấy cái gì vậy? Mấy cái này là mấy gì vậy? Ngộ vậy? What? Nó cái gì không biết nè. À, giống như phim khoa học giả tưởng vậy. Bắn có cái mập bay lên luôn. Nè cho này đi với cái mập nè. Đó. Tại cái mập mà bắn là có máu này không? Có đỏ đó là có máu là nó lại. Còn phải trực thăng mà có cái mập bay lên bắn nó luôn, quất nó luôn đã à. Đó. Đó. Mình là nhân vật chính, ra cái mập nó không có hốt mình được. Kìa, nó bắn rồi, tôi bắn rồi. Cầm cái súng của anh Su nó bắn như đúng rồi vậy. Không, đó. Kiếm của mấy ba đâu, không chơi, lấy cái súng của người ta chơi gì. Ồ, lên đạn được ha. Lên đạn rồi. Đi, rút đi, rút đây nè. Đi rút đây nè. Lên trên lên trên gần để bắn đi. Có một số bạn yêu cầu mình mod cái map của Liên Quân Mobile vô, ok luôn. Các bạn đợi khoảng vài ngày nữa đi. Cái map nó hơi có ha, mình sẽ mod cho đây luôn, yên tâm. Cho các bạn giải trí maximum luôn. Anh em nào coi thấy vui ủng hộ channel của mình cách bấm like, bấm subscribe nữa ha. Trời, bắn đứt cái làm hai luôn. Kinh phải. Đó, bắn đứt cái làm hai luôn ha. Ừ. Cho nó nổ luôn đi. Này để có mập xử. Đó. Ô gai đạn đồ. Đi.
lên đây nè, rồi đưa cái đèo này giống như đèo hải dân vậy ha. Đó, cho cái mập sử tụi bay. Anh không có sử đâu. Ý, ở đây có gừng thông đồ nè, phải không? Đây phải gừng thông không? Đâu đây đâu đẹp cái gì? Đây thông quen rồi. Rồi, móc cái bọc. Đi vô đây. Đi vô đây nè, vô đây nè. Đây mình sẽ bố trí lực lượng của mình ở đây, phải không? Chấn giữ ngay tại chỗ này không cho tụi nó vô. Ở đây trồng, đây giống trồng nho, ở trồng nho đúng rồi. Cái này cái nho. Đây. Rồi chạy cái tướng chàng bẹt gì. Tướng chạy tướng ngộ gì. Lên đây nè, lên đây nè. Rồi tụi nó đang kéo lên kìa. Ủa lộn. Đường này mới đúng. Đó, cái nhà này giống như nhà nho ở Đà Lạt nha. Nào bắn hoài gì. Cho mày có mập sử mày bây giờ nè. Sử đó. Ừ. Lên đây. Núp vô đây nè. Ý có bướm bướm nữa trời. Ý có bướm bướm luôn nè, bướm bướm nè. U có bướm bướm luôn. Mới thấy bướm bướm lần đầu tiên luôn. Rồi quá đẹp. Anh em núp chấn giữ vô căn nhà này đi. Núp vô, núp vô, núp vô. Ừ, ruộng tụi nó. Mình ở đây là mình chiếm chỗ này rồi. Đó. Ui, gài đạn vô luôn. Thằng nào lên đây mà là thằng nào mà lên đây được. Không có nào lên được đây nổi chứ. Đi đây có hồ nước nè, bay vô tắm rồi coi. Cái nhà này vô không được. Đi ra sao có gì không? Có gì sao không? Vãi sao một nồi sao nè. Chỗ có mập sử tôi bay hết. Nó đi đường vòng ông nội ơi, nó đi đường vòng một đống xe sao nè. Đi có chiếc xe mua gùa nè. Xe mua gùa nè. Nào bắn hoài gì. Cho mày hạ cánh luôn đi. Ừ bắn đó. Bắn cái bình xăng của nó. Bắn cái thằng lái máy bay á. Bắn thằng lái á. Mày hả con một viên. Mình chơi Ensu là mình phải tập luyện one hit như Ensu vậy đó. Rồi còn nào nữa. Kìa có thằng đó kìa. Mày hả con. Mày hả con. Mày hả con. Thôi ok chắc mình tạm dừng tướng Gitter này ở đây đi ha. Ok anh em xem video nhớ để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Và đừng quên đón xem tối nay video tướng Queenland. Yeah. Thời gian tới rảnh mình sẽ làm cái series phim liên quân không? Phim luôn dường như là có lòng tiếng luôn để cho các bạn xem. Thể loại này xem hoài cũng chán đúng không? Rồi ok. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau ha.